Thì ở đây mình sẽ nhìn được các cái điểm, các cái cốt để mà khi mà khách khách họ họ dùng để redeem và họ redeem ngày nào thì mình kiểm tra được. Nhiều lúc mình sợ khách họ đến họ họ redeem rồi, họ lấy 10 đồng off rồi, nhưng mà tuần sau họ lại đến nữa, họ bảo là cái code này thì mình có thể mình check ở đây.